hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2022 Thứ tư, tuần thứ tư một thường niên năm chẳng Lễ dân chúa vào đền thờ Trích sách tiên tri Malachi Này đây, chúa là thiên chúa phán Đây ta sai thiên thần ta đi dọn đường trước mặt ta Lập tức đóng thống trị mà các ngươi tìm kiếm và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước đến trong đền thánh người Chúa các đạo ban phán Này đây người đến Ai có thể suy tưởng đến ngày người đến Và có thể đứng vững để trông nhìn người Vì người sẽ như lửa thiêu đốt Như thuốc giặt của thợ giặt Người sẽ ngồi như thợ đốt và thợ lọc bạc Người sẽ thanh tẩy con cái lê Vi Và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình Lễ tế của Juda và Jerusalem sẽ đẹp lòng Chúa như ngày xưa và như những năm trước. Đó là lời Chúa toàn năng phán. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Vua hiền vinh là ai vậy? Các cửa ơi hãy ngẩng đầu lên vương mình lên hở cửa ngàn thu vua hiền vinh người ngư qua Vua hiền vinh là ai vậy? Nhưng vua hiền vinh là ai vậy? Đó là chúa dũng lực hùng anh Đó là chúa anh hùng của chiến chinh Vua hiền vinh là ai vậy? Các cửa ơi hãy ngẩng đầu lên vương mình lên hở cửa ngàn thu để vua hiền vinh người ngư qua vua hiền vinh là ai vậy nhưng vua hiền vinh là ai vậy đó là chúa đào thiên minh chính người là hoàng đế hiền vinh vua hiền vinh là ai vậy trích thư gửi tín hữu do thái vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt chính chúa giêsu cũng giống như chúng cũng thông phần điều đó để nhờ cái chết của người mà người hủy diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời vì chân người không đến cứu giúp các thiên thần nhưng đến cứu giúp con cái abraham bởi thế người nên giống anh em mình mọi đàn ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Anh sang đã chiếu soi muôn dân và là vinh quang của Israel dân Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lời luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa và cũng để dâng lễ vật cho Chúa như có nói trong luật Chúa là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Jerusalem có một người tên là Simeon là người công chính, kính sợ Thiên Chúa và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh thần cũng ở trong ông. Ông đã được thánh thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy đấng Kitô của Chúa được thánh thần thúc giục ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ để giê Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lệ luật ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng Lạy Chúa giờ đây Chúa để tôi tới Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simon chúc lành cho hai ông bà và nói, Maria mẹ người rằng, đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà Để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ Lúc ấy cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phan Thuộc chi họ AC đã cao niên Mãn thờ trên nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm Rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi Bà không rời khỏi đền thờ Đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự chúa Chính giờ ấy bà cũng đến bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ giê cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilea về thành mình là Nazareth và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ân nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Đó là lời Chúa lạy Chúa Kitô Người khen Chúa. 2 Hai tháng 2 Hai, 2022. Thứ tư tuần thứ tư thường niên. Dân Chúa Giêsu trong đền thánh. Mùng 2 Tết kính nhớ tổ tiên. Tiếng dân Chúa khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môi-se, Bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dân cho Chúa. Luca chương 2 câu 22. Suy niệm: Việc dân người con đầu lòng cho kết hợp với việc thanh tẩy sản phụ. Theo xuất hành chương 13 câu 2, 11 đến 16. Levi chương 12 từ câu 2 đến câu 8 là việc làm theo luật mô nhưng cụ Simeon được thánh thần soi sáng lại thốt lên. Mắt tôi đã thấy ơn người cứu độ. Luca chương 2 câu 30 Ông thấy một người nữ được gìn giữ khỏi mắt tội tổ thông truyền, dân đấng vô tội là trẻ thơ giê -xu lên Thiên Chúa. Và ông còn thấy tiền ảnh của cuộc thương khó. Cũng người nữ ấy đứng dưới chân thập giá, dân cũng người con ấy, đấng xóa bỏ tội trần gian làm hy lễ đền tội nhân loại để ứng nghiệm lời tiên tri của ông ngày hôm nay một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà mời bạn lễ dân chúa trong đền thánh cũng là ngày mùng hai tết kính nhớ ông bà tổ tiên một dịp thuận tiện để bạn ý thức việc hiếu kính tổ tiên đưa dẫn chúng ta về tới cội nguồn đích thực là thiên chúa nguồn mạch mọi ơn lành hiệp với lễ dân tuyệt hảo là chính đức giêsu con yêu dấu của chúa mời bạn dân chính mình, gia đình, mọi người bạn sẽ gặp gỡ, mọi việc bạn dự định và những gì sẽ đến với bạn trong năm mới này để xin nhân kiên trì, tín thác vào Chúa và nhiệt thành loan báo Chúa cho tha nhân. Sống lời Chúa, cảm thứ tư mùa vui, đức mẹ dân Chúa trong nền thánh. Cầu nguyện, lời Chúa, tất cả đều là ăn ban của Chúa, xin cho con biết trân quý và dâng lại cho Chúa đời sống của con để tạ ơn Chúa không ngừng, nhất là cũng biết nói về Chúa cho người khác và trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa qua đời sống mến Chúa yêu người. Amen. Trích 5 phút suy niệm đời Chúa hàng ngày. Người mẹ bồng con. Một buổi trưa hè nóng bức, những người hành khách trên chuyến xe đò lặng lẽ nhìn con đường độc điệu. Cái nắng chói chang và cuộc sống buồn tẻ như giam hãm mọi người trong một thứ thanh lặng nặng nề. Nhưng ở một trạm dừng nào đó, mọi người bỗng ra khỏi sự thanh lặng của mình để đưa mắt nhìn về một người thiếu phụ trẻ vừa mới bước lên xe. Chuyến xe từ từ chuyển bánh trở lại, người thiếu phụ bắt đầu cười và đùa giỡn với đứa con thời dại chị đang bé trên tay. Cử chỉ của người thiếu phụ, tiếng cười hồn nhiên của đứa bé đã thu hút sự chú ý của mọi hành khách trong phút chốc, một ngọn gió mát của hiếu kỳ, của liên đới, của tham dự và của chính sức sống đã đem lại một bầu khí tươi mát cho mọi người. Mọi người như bừng tỉnh từ nỗi thinh lặng của oi bức, của ngái ngủ. Nơi đây người ta nghe có tiếng người bắt đầu nói chuyện, nơi kia có tiếng cười. Sự đối thoại như một dòng điện chạy xuyên qua mọi người. Giờ thì chuyến đi không còn là một cuộc độc hành, gì bùng tẻ nữa trên chiếc xe già cỗi và bùng tẻ của thế giới một người đàn bà đã bước lên tình yêu và sự sống đã bừng dậy người đàn bà đó chính là mẹ Maria thế giới bắt đầu đi vào một giai đoạn lịch sử mới kể từ giây phút ấy mẹ đã bước lên chiếc xe cần cỗi của thế giới cùng với Chúa Giêsu để biến nó thành một cuộc hành trình vui tươi và đầy ý nghĩa thiên chúa đã không ngừng tạo dựng mẹ maria như biểu tượng cao vời nhất của người đàn bà, của người vợ, của người mẹ ngài còn muốn cho chúng ta nhìn thấy nơi mẹ con đường lý tưởng, mẫu gương lý tưởng mà mỗi người phải noi theo để đạt đến cứu cánh vĩnh cửu: mẹ đã sinh ra như mọi người, mẹ đã lớn lên như mọi người, mẹ đã sống cuộc sống con người như mọi người nghĩa là mẹ cũng đã trải qua những tháng năm của buồn vui, của thử thách, của mất mát. Cuộc hành trình đó là bởi vì lúc nào mẹ cũng sống kết hiệp với Chúa và tin tưởng ở quyền năng yêu thương của Ngài. Màng Chúa Giêsu đến cho trần thế, mẹ đã biến cuộc hành trình buồn tẻ của thế giới thành một đại lễ của gặp gỡ, của chia sẻ, của hân hoan và tin tưởng. Từ nay, chuyến đường mà nhân loại đang đi kết thúc bằng một điểm đến rõ rệt là chính thiên chúa bài trích sách lẽ sống